Thế các bạn, sản phẩm đó chính là máy trộn bột 20 lít, một mẻ là tầm 7 đến 15 cân một mẻ. Đây là khoang 20 lít này. Đây là máy xo này. Quên nhà, đây là cái thanh đánh này. Đánh trục xoắn này, đây có 3 thanh càng này. Khớp nối này, tiện lợi này. Đấy. Còn đây là đánh nước lẹo này, đánh trứng này, đánh nhân thịt này, đánh nhân bột này, nhân này. Đấy. Còn đây là cái công tắc này. Đây là vặn xoay lên này để nâng cái nâng tên nồi lên sát này, sát đáy này. Đấy. Còn đây là tốc độ này, tốc độ chậm này, tốc độ nhanh này, có 3 tốc độ nhá, tốc độ bình thường này. Đấy nhá, đánh một bánh bao, đánh bột mì này rất là tốt này. Đấy, đây là máy, đây là 20 lít này, công suất là 1100W này, 20 lít này. Đấy, điện gia đình 220V này, máy từ Đài Loan này. Đấy, các bạn mua máy liên hệ có số 0934468222, 0904431111, website xưởngmaythanhhoa.com, địa chỉ là 79 Đường Phong, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. 166, số này mình có dùng Zalo nhé, các bạn có thể add Zalo nhé, mình báo giá cụ thể nhé. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đấy, đánh mình thôi, mình thay nhá, mình thích cái gì mình thay cái đó nhá.